Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay em có hai con Sega Tech 2.4. Một con đang nằm trên bàn đang chạy anh em. Và một con đang nằm đây. Mới được kiểm tra xong. Thì con này là con Sega Tech nhưng mà nó không có chữ. Người ta hay đọc nó là con Victor. Thì cũng là nó đó mọi người. Đây, 2.4. Con này cũng là con 2.4. Thì em sẽ thanh lý cho mọi người hai con này. Đồng giá là 3.500.000. Và hai con này nó đang hoạt động chuẩn chỉ hết nha anh em. Hoạt động 100% hết tất cả các cái chức năng. Thì cái con này, hai con này là cấu hình ngang nhau. Đó là con Victor 2.4 Sega Tech ha. Victor hay Sega Tech gì cũng được, tùy theo cái ý của mọi người thôi. MBT sạc của nó là 80A, lắp 3 cái pin mặt trời và điện áp tấm pin từ 90 tới 450V. Còn những con biến tần áp cao nè, nói tóm gọn là vậy. Đây là những con biến tần áp cao, rất là dễ lắp pin, 90 đến 450V nha. Kích đầu ra 2.4, hoạt động chừng chỉ. Thì con này của anh ở chợ mới, ảnh gửi về mình thanh lý, ảnh lắp ở dưới ghe. Thì mấy anh em mà gửi về đó thì cố gắng test hàng thiệt là ok, nó chạy đàng hoàng mới gửi về cho mình để mình bán nhanh ha. Chứ về mình test rồi nó bị lỗi này lỗi kia không bán được thì nó cũng không tốt. Đấy, các anh em gửi về thì chú ý là test đồ chuẩn chỉ rồi hãy gửi đó. Thì đối với hai con màu xanh này thì nó ok hết rồi, nãy giờ mình cũng đứng mình test chạy hết các kiểu đó. Thì mình đang cài đặt chế độ SPU là tấm solar, sau đó tới ắc quy, sau đó mới tới điện lưới. Thì nó ngắt lưới luôn rồi nè, nó ngắt thẳng lưới luôn, nó không cho lưới qua luôn. Bây giờ nó đang nuôi tải bằng tấm pin đang xả quy và tấm pin đang nuôi tải. Thì với cái nắng ok như thế này thì nói chung là tấm pin nó hoạt động thừa sức rồi, nó không cần tới cái vấn đề của điện lưới đâu, nó ngắt thẳng lưới luôn. Rồi le còn hoạt động chuẩn chỉ ha. Thì hai con này được đồng giá là 3.500.000 nha. Anh em nào mà đam mê thì hãy liên hệ, mình đã test đồ nãy giờ hoạt động đầy đủ hết, chứ không đầy đủ mình không đang bán đâu. À, đầy đủ hết nha anh em. Đấy, màn hình của nó nè. Đấy, mọi người thấy không? Điện lưới đang ngắt nè. Tấm pin nuôi tải và tấm pin sạc ắc quy. Đó. Đang sạc ắc quy tới 15A lại. Đó, dòng sạc này cũng khá lớn. Sạc vậy lát nữa coi chừng hư ắc quy luôn. Tải ắc quy nhỏ xíu à. Đó, thì nói chung là mình sạc đỡ chút xíu vậy thôi chứ cũng không có lâu. Và màn hình đồ cũng hiển thị đầy đủ, các chiếc nút chức năng thì không có thiếu sót gì hết. Tấm PV đang xuống cho ắc quy là 300 mấy quá thì ghê không? 15A. Đó. Và PV hiệu suất bây giờ là 450W. 450W nhưng mà nó sạc cho ắc quy là 300 mấy watt. 300 mấy watt sạc xuống 400 mấy. Đó. Thì ở trên nóc nhà mình có 8 tấm, mỗi tấm 100W ha. Mà 8 tấm đó giờ mình để khơi khơi vậy thôi chứ mình cũng nhiều khi nó bụi bặm không tránh. Để đang test đồ thôi chứ không có, mình không quan trọng cái năng suất của nó, cho nên mình cũng không có lao chùi gì chứ. Nó xuống giờ này nó xuống được 400 mấy watt là cũng nhiều á. 800W mà tấm pin có poly rồi có mono lum la, có mấy hãng luôn chứ không phải hãng nữa đó. Rồi thì hoạt động ok. Anh em nào mà coi được những video như thế này đam mê thì hãy liên hệ. Hoạt động 100% như là hàng mới nha mọi người, không có bị lỗi phải hết ngang. Không có đẩy lưới mà cũng không có nè, không có lấy điện của lưới đâu nha anh em. Không nữa thấy không, 0.9 nè, không để lưới mà cũng không lấy của lưới luôn. Nó ngắt lưới hẳn luôn mọi người đó. Inverter chạy ngắt lưới hẳn luôn, chừng nào mà tấm pin mặt trời thiếu rồi nó mới lấy lưới đó. Các cái nút chức năng này kia thấy người ta cũng chỉnh rồi, và người ta chỉnh mình thấy nó cũng chuẩn chỉ đó, mình có thể xem đó, một số cái đó, ta chỉnh rồi và cũng được ha, này về xài luôn á, chứ anh em khỏi chỉnh lại mất công, chỉnh cũng hay rồi đó. Chỉnh ở đấy, BE 29 ha, lớn đó, 20 ha. Đấy rồi, thì chức năng từ 1 tới 30 nãy mình có coi sơ rồi, người ta cũng đã chỉnh và người ta đang chạy mà. Đang chạy người ta đổi với mình á, ta lấy inverter lớn của mình, ta lấy con Power 3.2 lớn hơn này một chút. Đó, về người ta gắn rồi người ta gỡ xuống, người ta đưa mình con này. Đó. Còn hồi nãy cái anh kia á, của cái con này á.
Đó, con này á, là ông khách ông lấy cái con Saco 5 5 ký rưỡi. Ông đổi ông lên nâng cấp hệ hệ 48 lên Saco 5 ký rưỡi, ông gỡ xuống ha. Rồi anh em nào thích thì đam mê thì lấy nha. Hai con chạy chuẩn chỉ đồng giá 3 triệu rưỡi nha. Cegatech 2 ký 4. Cegatech 2 ký 4 nha. Thôi xin chào anh em, hẹn gặp mọi người những video lần sau.